Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự Thế giới. Và quay lại với những tin tức về y tế thì thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì dịch vụ bảo hiểm y tế Cover California vừa thông báo là họ sẽ gia hạn thêm 2 ngày nữa để cho tất cả người dân của California ghi danh mua bảo hiểm y tế, tức là đến ngày thứ 7, 17 tháng 12 instead of ngày thứ 5. Thì quý vị nào mà ghi danh mua bảo hiểm trước 12 giờ khuya ngày 17 này thì sẽ có bảo hiểm y tế vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017. Được biết đây là lần thứ 3 mà chương trình bảo hiểm y tế của tiểu bang phải gia hạn thêm ngày để mà ghi danh. Thì ông Peter Lee, giám đốc điều hành của Cover California cho biết rằng theo như mà ông từng tiếp xúc với cộng đồng của người Mexico cũng như là cộng đồng người Việt Nam chúng ta đó, thì đa phần người dân Cali có tâm thái là thường chờ đến những giờ phút cuối cùng mới đi mua bảo hiểm. Và việc này đã khiến cho việc là có hàng chục nghìn người đã gọi vào các đường dây trợ giúp để ghi danh trong những ngày cuối cùng này. Và có khoảng 20% số người gọi đã không thể kết nối với tổng đài bởi vì quá đông. Và ông Peter Lee, ông cũng nói rằng cộng đồng người Mexico có vẻ không lo lắng lắm về cái lời hăm dọa của ông Trump là ông sẽ dẹp bỏ chương trình Obamacare. Và tính đến giờ phút này đã có hơn 1.2 triệu người dân của Cali đã renew cái bảo hiểm y tế cho năm 2017 và đã có thêm 153.000 khách hàng mới mua bảo hiểm tính từ tháng 11 vừa qua. Và so với cùng thời điểm này năm ngoái thì đã tăng lên từ 144.000 người tăng lên thành là 153.000 người. Và cũng theo ông Peter Lee thưa quý vị, thì nếu quý vị nào đăng ký mua từ sau ngày 17 tháng 12 đến ngày 15 tháng Giêng thì bảo hiểm của quý vị sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2. Và nếu đăng ký từ ngày 16 cho đến ngày 31 tháng Giêng thì đến đầu tháng 3 quý vị mới có bảo hiểm y tế. Trên thế giới có hai bản tin đáng chú ý, một là Trung Quốc hay là nước Đức. Riêng với Trung Quốc, đây là bức hình mà cơ quan tình báo rồi các cơ quan kiểm tra hàng không cũng như là không phận đã chụp được dựa trên satellite. Đây là hình ảnh một trong những 6 hòn đảo nhỏ mà Trung Quốc đã lấn chiếm ở Trường Sa và Hoàng Sa. Và trong suốt 3 năm trời qua, quý vị nhìn thấy từ một cái vùng đất hoang sơ, chung quanh chỉ là nước và nước, họ đã bồi đắp và đã xây dựng cả một hệ thống cảng, vừa là nơi sửa chữa tàu, vừa có cả phi đạo để máy bay lên xuống. Đây là hình ảnh satellite mới nhất và hai cái ô mà các cơ quan của Hoa Kỳ ghi nhận được, trong đó có những cái ô này cho thấy rằng là đã gắn những máy chống hỏa tiễn hoặc là chống máy bay trên khắp các vùng đảo này. Và điều này có nghĩa là tại sao đã gây căng thẳng. Hôm qua thì ông Đề đốc Harris tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ có những cái phản ứng để đối đầu với việc mà Trung Quốc tiếp tục xâm lấn các vùng biển và xây dựng cái hệ thống như thế này. Và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam Cộng sản cũng đã gọi điện thoại nói chuyện với ông Trump rồi, thưa quý vị. Cho nên đây có thể là những cái hướng tướng sắp tới mà phía Việt Nam cũng cầu cạnh, hy vọng là Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ trong việc đương đầu với Trung Quốc. Trong khi đó thì Philippines buông tay rồi, không có chờ đợi vào Philippines nữa. Ông Duterte đã rõ ràng thân với Trung Quốc hơn cả Hoa Kỳ. Mặc dù về vấn đề ngoại giao thì ông Duterte muốn xem coi thái độ của ông Trump sẽ ra sao, có hòa hoãn và tương nhượng khác hẳn với thời của ông Obama hay không. Tin thứ hai liên quan đến nước Đức ngày hôm nay, lần đầu tiên Đức đã cho trục xuất những người tị nạn hoặc là di dân bất hợp pháp. Ngày hôm nay, một nhóm
người đa số là đều người trẻ, 34 người. Đây là những người xin tị nạn ở Đức. Nhưng mà nước Đức đã sau một thời gian thanh lọc hồ sơ thì thấy họ không có bị ảnh hưởng gì nơi mà họ cư ngụ cả. À, họ điều tra và thấy vì thế 34 người bao gồm những người trẻ, thanh niên và cả gia đình của họ nữa. Mà đa số những người này làm việc trong các nhà hàng, làm những công việc rất là tệ ở nước Đức, tuy nhiên vẫn bị bắt trở lại và trục xuất. Và điều này cho thấy rằng là bà Thủ tướng Angela Merkel đã có những cái hành động mạnh mẽ hơn trong thời gian qua, bà đã bị chỉ trích khá nhiều. Một điểm đặc biệt, bà vẫn tuyên bố bà vẫn là người thuộc đảng bảo thủ của nước Đức. Nhưng mà có những việc mà không thể làm ngơ được. Đó là lý do là tại sao nước Đức đã chào đón tới cả 1 triệu di dân từ các khu vực chiến tranh ở vùng Bắc Phi, Libya, vân vân. Trong số này có cả những người Afghanistan nữa. Nhưng mà để mà có thể tiếp tục giữ lại cái vị ghế thủ tướng của bà phải tương nhượng. Và vì thế, trong thời gian qua bà tuyên bố là sẽ còn tìm kiếm những kẻ nào gây hại đến an ninh của nước Đức và sẽ trục xuất những người này. À, vâng, vào ngày hôm qua thì công ty Yahoo vừa tuyên bố cho biết là có 1 tỷ tài khoản email của khách hàng đã từng bị đột nhập, tin tặc đột nhập vào năm 2013. Thì những cái thông tin quan trọng mà bị tin tặc lấy cắp từ người sử dụng email bao gồm tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh và cả password nữa. Và quan trọng là những cái câu hỏi dùng để tái tạo mật khẩu, hoặc là những câu hỏi mà khi quý vị đi ra ngân hàng để create cái online account thì khi người ta hỏi là những cái câu hỏi vô cùng riêng tư, bí mật, thì những cái câu đó đã bị đánh cắp. Và vụ tấn công này hoàn toàn không liên quan gì đến cái vụ mà hơn 500 triệu tài khoản email từng bị tin tặc đột nhập mà tin tức lan tải từ hồi tháng 9. Nghĩa là cái vụ này là một vụ hoàn toàn mới. Và đây là 2 vụ tin tặc lớn nhất và tồi tệ nhất mà Yahoo đã từng bị. Yahoo họ nói rằng mỗi tháng họ có hơn 1 tỷ người sử dụng email account, thế nhưng không rõ là trong đó có bao nhiêu tài khoản đã lâu rồi không sử dụng. Yahoo là một trong những công ty được gọi là lớn, thế nhưng hệ thống bảo mật của họ lại có vẻ khá là lộn xộn khi mà cứ vài tháng thì là nghe tin Yahoo bị tin tặc tấn công. Như lần này, Yahoo họ được báo bởi giới chức an ninh chứ tự họ cũng không biết, khi mà cơ quan chính phủ liên lạc với Yahoo và nói rằng chúng tôi có được rất nhiều thông tin của người dân bị tin tặc đánh cắp và chúng tôi nghĩ rằng đến từ Yahoo, và sự thật đúng là như vậy. Còn nhớ cách đây vài tháng thì Verizon nói lên tiếng muốn mua lại Yahoo. Và giá cả thương lượng lúc đó là 4.8 tỷ. Thế nhưng ngay sau khi tin tức mà 1 tỷ email bị tấn công lan truyền ra thì ông Bob Veratoni, phát ngôn viên của Verizon, đã lên tiếng và ông nói rằng họ sẽ xem xét lại cái thương vụ này và nếu mà sự thật có mua thì cái giá không còn là 4.8 tỷ nữa. Verizon mua Yahoo nhưng bây giờ có quyền áp lực để đè giá nữa. Ông Trump trước khi làm tổng thống vào ngày 20 tháng 1 thì phải ra hầu tòa. Rất là phiền. Vâng, ông đang bực lắm nhưng mà không cãi được lệnh của quan tòa. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại để gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi.